Hôm nay á, xuất hiện người mẹ vô tâm của bé Hằng nè quý vị. Người mẹ này chỉ biết lo cho bản thân, ăn nhậu và trai gái thôi, còn để ba đứa con á, là nó tự bươi tự quào. Bữa có tiền á, thì ăn ngon, còn bữa không có tiền á, thì nó tự mò cua bắt ốc nó ăn. Thì bây giờ á, sẽ biết về cái người phụ nữ này như thế nào qua video này nhé. Mời quý cô chú anh chị cùng đón xem. Khán giả bà khổ gì khổ gì, cài bá lưỡi cho hổ muối mà nội dưỡng da mà à. Dưỡng hết toàn thân luôn. Cái này là mình làm cái gì vậy bà nội? Là sức rồi đụng mẹ vô nhà tao tâm vậy hả? Là kết hợp cái nào nó làm sức nặng là bóng vậy nè cha. Cái này ha, trời ơi, bây giờ cái nào sức chỗ nào? Cái này là sức chỗ này. Ừ, cái này là sức từ trên tới dưới này. Người nói ra không mà làm luôn. Ông nội không ai thì không có tiền nó ra. Anh hỏi cái hiệu gì để mua cho vợ sức bà nội ơi. Hiểu cái gì á? Đây hả? Để lát chụp hình cái thiệt à, mặt bộ quay mặt lại đây vô má anh không quay. Ừ, dạ mặt nè. Mà nó mặt mặt đẹp thiệt. Ừ, chứ bộ, trời ơi. Mặt đẹp luôn rồi. Dạ mặt mua về cho vợ tôi sức thiệt bộ. Này mua đâu có hả? Mua mà chi cả. Nhiều hộp bà ghé hả? 208. 208 hộp hay người nói hiệu gì người ta bán? Không có nói hiệu gì chân á, trắng dưỡng trắng luôn, là em đi nắng gì nè. Ừ, là cứ dưỡng trắng luôn vậy đó. Cái này là sức mặt, cái này ờ vui thì sức, buồn nghỉ sức luôn. Cái này là sức để cho lên, sức này là dài xuống, đây dài xuống. À, rồi hiểu rồi, hiểu chưa? Có né chỗ nào không? Hiểu chứ, để tôi nha. Ừ. Hèn chi lúc này bả hả, nhìn bả mướt rượt hả, trắng phiếu à trời ha. Im cứ im bảo okay. Lúc mấy tháng trước bả đẹp thôi à. Ê mà thấy bả bén không? Nhiều nữ làm ai cũng trồng được nữa không hả? Cái gì? Cũng chồng của nàng nội. Trời ơi. Giờ không có tình lúc dây. Trời ơi. Ông nói đi. Ê, biến. Giờ là đang muốn có tình lúc dây nè. Công nhận mấy tháng. Em yêu anh 3 năm nay mà em không dám nói. Mấy tháng mới gặp gì với nhau mà nhà mặt bóng đỉnh bay. Thấy không? Đã thấy sợ. Xuống không thấy à. Trời ơi, hùng, hùng, hùng. Công nhận với mấy thằng này sức kè sao mặt đẹp dữ. Thì còn lúc trước bà đi thôi à. Tài ai dầm đi xẹt về mà làm chăm đi thôi. Tôi thấy từ giờ tháng nó khen bà hoài luôn á. Tôi có tôi tình yêu mới tình đầu tôi 10 năm nay đó. Đó. Dữ dữ dữ. Tiêu rồi, tiêu rồi. Hồi nay mấy tháng không gặp nên thấy vui vẻ vậy mà rồi. Đâu có mình vẫn cái gan hình ảnh mà. 4 năm tháng rồi á. Mới lên á. Ờ đúng. Rồi đó. Đó. Người lâu lâu về bữa thăm con vậy ha. Đâu có cũng này mà. Vậy là bế quan luôn rồi hả? Không có bế quan. Nói chung ra là nhiều đây là ở với con. Ờ, ví dụ như cái ai có bước cái chuyện gì đó là chuyện đây ông này ông hất bước có nghĩa là mình kiếm mà giờ ông kiếm cái đại ca của ổng với tôi rồi. Ý em đang hỏi là hôm nay chị có ông Thanh này là giống như làm bạn thôi chứ cũng phải chưa phải chính thức nói chung đúng không? Dạ. À, vậy mà nghe nói bà bước thêm bước nữa đi theo nhà ông mà đó ở bước trời ơi, cục vàng tôi đi sao à. Cục ngọc tôi đi sao, cục cưng tôi làm sao? Vậy giờ nè tôi hỏi thiệt bà nè, bà hiện giờ có ai đang đeo bà chưa? Chưa. Vậy giờ bà công bố đi. Giờ tôi muốn cần kiếm người khác kia làm chồng được chưa? Rồi. Bà sống trong đời tiệt cái mà tiệt. Sao mà bà làm gì cà lâm dữ vậy bà? Nó lẹo quá vậy. Rồi rồi để hỏi thằng nào ngoan phải không con? Ngoan. Để hỏi con. Hôm nay là chào bà cô chú cái cho đi chơi cái. Chào bà cô chú con ngoan lắm. Cô chú. Chào. Ừ, lúc này khỏe không con? Khỏe. Lúc này làm gì có vác lúa bọng gì không? Tự có hay rồi, có vác lúa luôn hay con? Vác ngày được nhiêu tiền? Ba con không? Để tôi hỏi nữa, vác lúa ngày được nhiêu tiền con? Cha con á. Vác được nhiêu tiền con? 5 triệu. 5 triệu không? Có lý ha, cả này vác lúa ngày 5 triệu im. Làm em à. Trời con mà tiền thứ dữ gì không đó à. Mẹ nó dạy con đâu có vừa. Phải đẳng vậy mới đúng phải không? Nè, con vác lúa, ba con trung bình là ngày 200. Là ăn uống xong rồi. Rồi giờ bà cho tôi im lặng 1 phút tôi hỏi con là bà định trả lời nghe. Nghe chú hỏi nè, được khẩn là cấp điện ai đập? Mẹ. Bà im đi. Nói. Im đi. Mẹ đập hả con? Mẹ. Đập có banh luôn không? Có. Banh chành luôn hả? Rồi lấy gì nấu ăn? Hả? Nó cũng cũ. Bác bán cơm đó. Cái nồi cơm đó chú cho sao chú nhớ rồi, cái nồi cơm trước á, lúc chú chưa cho là nấu bằng gì? Nó bằng cá chảo phải không? Bả có tiền, nó không điện nữa mà cũng xử nó tiền. Mẹ nó về nó chửi, nó về nó không rửa chén rửa bát thì chân nó dịp lọc cái tên. Bữa nay tôi cố tự gặp bà tôi hỏi vấn đề đó. Không phải là tôi cố tình biến rồi nè. Là tôi mới ra đây tôi ngồi đó, tâm tâm cho nó biết. Hôm nhỏ nói mẹ con đập banh chành như còn què gì đâu. Mà nghe giúp đó không? Mấy ông ở đây xong tự nhiên gặp tôi mấy ông dòm mấy ông cừ dưới trời. Đẹp quá trời luôn à. Rồi được rồi con, đừng có tay nữa, ngoan. Mời nè. Ai mình quán đi ôm được không tài? Trời ơi. Dạ bà nói đừng có tào lao. Nói vậy con cái nó học theo bậy à, nói vậy sai. Là đừng làm được. Ai có người nói tiếng yêu tôi mà tôi không có bời. Thằng nào đó xấu số hả? Không biết. Nằm bằng cỡ. Dạ.
Tí yêu tôi mà tôi sợ tôi tính hồi nè, không theo luôn. Ông nào nói thương bà nào đó ba chục bà biểu gì? Ông Tiên đó. Đã hủ cốt nằm chứ. Bây giờ nè, con có cho mẹ con bước thêm bước nữa không? Có. Cho luôn, đó chưa? Ừ. Rồi chú hỏi là hổng gài mẹ đi ra cái ông gì đó về nào. Về nào con? Nãy mẹ nhậu hút. Nãy mẹ nhậu rồi hút, đúng rồi, mẹ con thì nhậu hút thuốc mà chị đi ra thì mình có sao nói vậy con không chứ? Có nhậu có hút thuốc luôn à. Dạ. Rồi tối mẹ đi ngoài kia tối ngủ với ai? Ngủ mình. Mẹ. Bởi vậy nó chơi về đây còn có con hủy mà thấy nó vui không, còn nghiệp nó không? Sao nó vui trời, bà đi đi về chồng mất rồi con vợ ở nhà chỉ dí rồi con biết trên đời về, mà tôi muốn có một người tới đây chăm sóc con tôi tiếp tôi thôi. Nếu ai mà có bằng lòng tôi chấp nhận dầu nghèo khổ gian nan cách khổ cho nào tôi cũng nhận. Ý chị nói là giờ có ông nào về sống với bà đi lo mấy đứa nhỏ, bà hy sinh chinh tiết cho ông đó luôn. Là tôi chấp nhận có cuối cùng chia cái quả cùng hưởng mà phải con cái của tôi đâu đó đàng hoàng. Lo cho con mình chứ gì? Đúng. Bà con của anh như con của em mà con của em như con của anh sống đàng hoàng thực tế. Bà giờ chị ăn bậy không làm bậy. Ba đứa con đúng không? Tôi bốn đứa lặn nhờ đứa thứ hai là người ta bố có con chia rồi gã rồi không nói. Rồi gã nói lại. Đang đây là ba đứa. Ở đây còn ba đứa. Nếu ông nào thương chị mà đùm bọc ba đứa con là bà sẽ hy sinh chinh tiết của bà cho ông đó luôn. Hy sinh tiết cho anh đó. Bà còn chinh không? Còn. Bà ba đứa con, bà ba đứa con nó còn tôi lại mà luôn. Chú vậy con nãy chơi với người đồng, nãy chơi với người đồng cha bắt chuột cho con ăn. À bắt chuột cha nào nói, nó nói cha nào bà Tiên? Cha nào nó nói cha nào bắt chuột? Con không thích mẹ con mà cha Giang. Cha Giang mẹ mà đọc cây không éo, nó nhậu không éo. À, nó nhắn cha nó mất rồi. Nãy chơi vợ mà còn nhớ ta. Nãy chơi vợ mà giờ cũng còn nhớ thôi. Cái ký ức của nó biết nhiều trời. Cha nó mất này năm mấy rồi chị? Năm mấy vậy ta? Ai nói bà nói đâu á chị? Ừ. Nói bà nó ngủ rồi. Mà nó ngủ rồi. Tức là anh mất này nhiêu lâu rồi? Tới nó dỗ tới nè. Anh tháng này nó dỗ tới nè. Đâu đó cho anh cho tôi chịu nha. Ở trời ơi. Đi đây đám dỗ chịu hả? Đám dỗ chịu cho anh chịu. Được. Cho chịu cái ông đi bệnh là mình nhậu nhặt rồi anh muốn đám dỗ không mời thì biết đi lắm bà ơi. Thôi mời không có. Có mời hay tính sao chứ. Chứ tự nhiên bà nói vậy tao mời dỗ không mời sao đi. Mời hết trơn ra luôn. Bà phải lên tiếng mà mời đi, ổng đi trước một bữa. Tào lao không? Hả? Ông nội ơi. Cái bữa đó chị rồi với anh đồ lên chứ. Đúng rồi, phải phát thiệp anh Hùng mời đàng hoàng à. Không nói gì được. Tấm tiền mà đâu có nói gì đâu miệng được bà. Chữ đâu thiệp. Muốn gì thép? Ở gì thép là sao? Thì có ai có dây thép thì quýnh xuống. Chép bằng dây thép rồi. Chứ tự nhiên mà đây mà nó gió không có thiệp thùng quýnh dây thép gì đâu. Tự nhiên nói người coi vậy. Cái này chơi nó khó lắm. Em không biết chữ, không biết ngôn ngữ. Bà gọi cho nhưng nó tiếng đi. Nói câu vậy, chị với anh đừng nên buồn phiền em. Tại vì nói chung ở đây là nhà của em, chồng em mất cũng dân, còn em thì trụ cột gia đình. Anh nói một câu vậy. Nhưng mà tới bữa đám dỗ á, thì em sẽ mời anh chị em út lên chung vui với anh chị. Là để cúng kiến chị và trước là ông già bà già chồng, hai nữa tới chồng chị, chồng em. Vậy thôi. Rồi vậy là lên tiếng, vậy là lên tiếng với anh Thắng chưa? Hay là tắt bình nè này nè nó phải lên tiếng với nó, lên tiếng này nó khó lắm. Cục chân của bà đó, chân uống cũng như lắm mà đúng không? Trời ơi, cứng ngày cục chân dữ ta. Mà cốt luôn mà. Không biết là cốt cắn thôi mà. Hèn chi. Nhưng mà luôn có chạy nha. Rồi cái chạy đâu đó cắt nữa giờ mà chạy nữa. Tan nó có trơn rồi. Tại chúng xong nó vô trong bụi tre. Bà dính gốc cây trái của bà cháu không biết phân mờ tới gì còn. Dính cái nổ đi. Chạy. Trời ơi có chạy không? Chỗ này bà nhũng nhẽo dữ Thắng. Chạy đồng. Chạy đồng hả? Ừ. Dính cái gì trên đồng trời. Chạy biết không? Cái mớ cá rồi ủa nước mắm. Được không trời? Được. Bà giải cái chạy trò do như cho hồi. Bà giải ác lắm. Em có thể không phải. Thì đứng đi gì mà đụng nó cũng phục phát mà bà đi chứ sao mà. Mà đứng bà phanh cái chạy kiểu sao nhìn nè. Cái đầu gói là sao? Bà bắt lên thì đẩy thì đụng. Đầu gói làm sao nó mới ra chứ tự nhiên mà ra. Đầu gói mà đùa sao bà. Thì anh bắt làm sao vậy nè. Đầu gói từ từ cái đầu gói. Gì phải không? Rồi đầu gói làm sao? Này thẳng thấy không? Nó sát cho gì? Đó xong. Ờ vậy là nó chọc. Ngổ quá. Có nào nó méo không? Không. Nó phụ hình tôi à? Không có đóng con chui, tại vì trời gai em chánh.
Chơi gai em tránh thôi, chứ nếu mà đường trường, đường trường nếu không có chơi gai là em chơi là bật ngửa đường có xu á. Vậy là coi như là chồng quay không? Này về nở cho con luôn, không đi nữa phải không? Không. Ở nhà này luôn hả, có đi làm gì nữa không? Em đi làm công ty. Ủa rồi sao, hôm nay thứ bảy rồi về hay gì? Bữa nay nghỉ 2-3 ngày là có dò đứt nè. Vậy là nói tóm lại là bà đi vô công ty mà làm rồi ha? Vô rồi, em hỏi vậy. Làm lâu chưa? Đáng rồi. Ừ thôi cũng được, vô công ty tại làm kiếm tiền đâu chứ, ở ngoài bà đi chạy đi tiệc có bao nhiêu tiền đâu. Rồi cuối tuần về chứ. Kệ bình có hả? Đó giờ hôm nay dây chứng kiến đàng hoàng đó. Đồ nghề có mà, có xịt có bình luôn đó. Có thẳng, có xịt có bình đàng hoàng, có cục chắc đàng hoàng. Bà vô ra làm công ty đó, có ông nào đấy bà không? Không nói chuyện. Chúng nói nhiều lắm đó. Không thích nói chuyện. Vậy thích ở ngoài hả? Không thích nói chuyện, đừng ông em mà không tiếp xúc được. Giờ hàng tháng là cái gì? Bắn hả? Ừ. Anh nuôi á. Giận chơi giống. Nhưng mà nói chứ anh nuôi chứ không ăn à. Tôi thề dạo đó tôi kỳ lắm à. Tôi phải ăn đồng chém chất. À, nuôi chứ không ăn. Được rồi, anh em là anh em ha. Không, anh em là. Anh nuôi thôi. Ăn luôn chứ. Tôi nghĩ anh em mình trong nhà thì giận chơi vậy. Vậy coi như nó tới lại hỏi nghiêm túc nè, bây giờ là làm công ty là sáng đi chiều về với con hay là một tuần mới về một lần? Không có, sáng đi chiều về. Ờ vậy được rồi, không phí mấy đứa nhỏ. 4 giờ về. Công ty ở đâu? Vĩnh Hòa ở gì cái bằng hùng cá. Hùng cá. À làm công ty cho hùng cá. À, hùng cá. Em ở xe buýt hả? Em ở xe buýt hả? Nè, chiếc mô tô bánh này sạch. Trời ơi, cái chiếc này sạch sai. Ờ, thư giữ đó. Không biết chiếc này đi chứ đó. Là bà dở cái yên lên coi, đúng không? Dở cái yên lên coi. Hùng cá là đường đi lên Hồng Ngự đó hả? Chà, giữ luôn. Giữ. Kìa, không biết chiếc này đi. Trời ơi, nè, coi trong cái yên bánh trước cái gì nè. Đó, hay chưa? Đó, đó, cái xe. Trời. Vậy đó, ừ, cái đâu có dính. À đồ nghề có luôn không? Đấy không? Đó. Rồi tôi nghi quá hà. Bỏ đi chiếc này đi chứ đó đó. Em nuôi tôi vì vậy không á, thư dữ rồi à. Ô tôi nghi quá hà. Cái này chắc giờ ra chơi giải lao chắc bả hả? Ly hay ly không? Có chiếc này anh em dục ngang xuống đó là tự quải cặp vô bước vô thẳng cổng vô nhà vô làm luôn à. Bảo vệ không dám nói luôn. Rồi vậy mừng cho bà vô công ty làm có đồng ngang đồng vô đâu cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Rồi có nhớ ông kia thì alo ha, cái mình đến với nhau. Có nhớ ông thằng thợ thì chạy vô anh ơi, em yêu quá, đốt đứa thuốc, sạch chơi. Tôi đang hỏi cái ông sao này, mà là bạn kìa. Cái mẹ đi. Bỏ đi. Ờ, cũng lâu lâu rồi lưu yêu thôi chứ không có thường ha. Khô quá, bỏ qua đi. Mà có lưu yêu không? Bỏ qua, đổi qua trời. Mà tôi hỏi thiệt bà, trả lời tôi coi có lưu yêu không? Không. Mà trời hả, nghĩ sao không lưu yêu bà? Không. Bà đang muốn ông mới mà mày cứ... Nhưng mà giúp phát ông kia đi, tôi kiếm ông mới cho. Tôi nói ông ấy kiếm tôi, thấy ông kiếm 5 hộp không ạ? Rồi. Mà cái mẫu nào, cỡ nào râu nhiều như ông này hay là đẹp trai như tôi? Không biết lên râu cho nậu với tôi là yêu cầu tôi dầm nói chuyện hai cái là 2-3 lần gì tôi hiểu liền nha. Đây nè. Mà đợi nói trước nha. Ừ. Điều nhất tôi vợ giúp phát. Ừ. Mà điều thứ hai phải đâu đó rồi tôi nè. Có gà ha. Ừ. Đừng có mà có vợ mà đèn ăn tung tích à. Rồi, đúng là phải lấy chung là sạch sẽ ha. Không. Tôi muốn sống suốt đời qua ngàn bữa. Đúng rồi, phải hôn nhân phải sạch sẽ chứ không có ràng buộc gì với nhau, có lòng ha. Anh vậy em nói là em còn có vợ, có gì. Ừ. Đừng nói chuyện mà đem ra tôi. Tôi cũng chết á. Đúng rồi, phải độc thân, ý nói vậy. Ừ, nói chung là đàn ông độc thân đó. Nhưng mà cái mẫu người nào là tả mẫu người thế nào cho giữ ý bà là tôi biết, tôi chọn cho bà nói. Tôi không biết, xấu đẹp không cần thiết. Miếng tốt là được rồi. Yêu cầu thiết làm ăn. Vậy hả? Lo vợ cho con. Ok. Nói chung là phụ tùng đầy đủ là được. Không, phụ tùng đầy đủ không cần biết, ăn ở không cần thích. Tôi chỉ biết là ông nuôi con thôi. Thiệt không bà? Là ông nuôi con tôi nuôi con ông đó, chuyện mình thường hai đứa trao đổi nhau. Còn nếu mà vô đây ở tôi 3 ngày 4 ngày bấm liền tôi chết. Nói chút tôi nghe. Không, bây giờ tính ra là chị đẹp rồi, nên bây giờ hãy cái tiếng nói của chị á cũng có giá trị hơn, thấy không? Bây giờ hả là yêu cầu gắt hơn nữa. Đúng rồi, mình đẹp thì được rồi, hỏi cao. Sao á, em thích tại ở gần đây á là mình còn lo con cho mình được. Còn nếu xa quá không được thì cho con tôi bệnh hoạn hay này nọ tôi không hiểu được. Như cỡ thấp 10 đó không? Thấp 10 bùng binh gì tôi không cần thiết, tôi không cần biết. Nó thẳng gì thôi, yêu cầu độc thân tôi chịu. Còn nếu lưu buồn tình cũ không cũ cũng đến là ý tôi không thích ba bước. Tôi thích dơ. Tôi mặn tháng 7-8 triệu không hết trơn. Rồi vậy quyết định... Rồi, để chiều ngon rồi. Ê, quyết định tìm người nào cho bà luôn đi, để bà thủ thủy thỏa thể coi. Anh làm cặt chị. Anh nuôi không lo cho em nuôi chơi hả? Ừ. Đưa thằng kia lên nhậu tánh thần. Đưa sạp tánh nhậu với bà. Ai? Sạp, ai sạp đó nè. Trời ơi, sạp chắc ở lợi với bà quá. Vậy em nói với bà. Sạp hả? Ba sạp. Đó. Lương của bà tiền giờ cả lít á. Trời ơi. Đầu lít nhầm gì? Bà ơi.
Không, em muốn sống suốt đời suốt kiếp đó, ý anh hai sao? Rồi thì nó tóm lại là hôm nay là anh tìm cho một người đâu đó có trên đàng hoàng như Giang là em nói tiếp chỗ đó. Mới làm có mấy tháng muốn cầm nữa rồi. Mới làm có một tháng rồi. Mới làm công ty tháng từ từ đi, có vốn gì đi rồi tính rồi đám cưới đám hỏi được. Có vốn còn cho ăn hả? Thì cũng phải là tổ chức đám cưới rồi chứ. Ông trao bồn con của đứa cha. Mấy cái tiền là tổ chức chứ tự nhiên mới bằng công ty con tháng lại lấy chồng. Nhưng mà ví dụ 3 triệu tôi cho con tôi 2 triệu. Tôi cũng còn 1 triệu cho mình tôi ăn. Mua tôi cốt. Mà thôi nó tới là nó nghiêm túc là này thăm mấy đứa nhỏ, thấy bà về đây hậu hủy mấy đứa nhỏ thì anh em cũng mừng. Được rồi. Con gái rồi sao hỏi được. Nó giả đầu cái mỏ, đưa cái mỏ nó ra. Ờ được coi, để nó đi gọi cái. Đấy đi coi. Bà xăm hay là bà tha hả? Hả? Thai phải xăm hả? Không. Ủa nhà Thai chưa trời. Nè, em là tự nhiên chứ em không xăm. Bởi vì anh nó hỏi là cái rõ lòn chưa? Có đâu nội ơi. Ờ anh tha mà. Tụi tao nói chuyện với tao bị gì á. Anh tha ra cái này cái gì, cái này lõi ra đó ha. Lõi ra chết vô không? Ông nói giờ cái xong vậy gì? Ờ thì nó thấy nhận lõi ngay đó. Thằng mua trời nói chuyện với nữ trong trời. Trời mới vậy mày á. Nói chuyện phụ nữ mà hỉ tình. Cái này nè cha. Cái nào đâu? Mở cửa mà xăm. Son màu đẹp dữ vậy. Xăm xăm. Vậy xong thiệt tao 250 mà không ngờ. Thằng này chứ thằng hiểu con trời. Mấy anh nuôi tụi nay lên chơi lớn dữ vậy. Mẹ tao mua mình mua nào nè. Có anh tặng, có anh tặng, có anh tặng. Ờ, chưa. Anh này im à. Đẹp quá. Lấy cái đó mà cái màu đẹp quá. Màu này màu tím sen hả? Chết đâu được chữ ngờ. Màu hồng đào. Hồng đào hả? Ờ. Tôi không có gành. Trời ơi, phụ tùng của bả đem theo đi làm nè. Thôi anh múc. Em lấy cái đó ra anh coi coi. Chua ông nội ơi. Nghe dữ nè, trời. Phấn. Rồi nhà làm sao sức. Cái gì mà có cái khớp vậy bà? Làm sao? Ủa hai đầu luôn hả? Ủa rồi là sao? Hai cây luôn. Ờ, lỏ lỏ vậy đó ha, chét vô. Im. Đẹp. Quá đẹp. Thiệt mà tiền lên nhìn nó không ra ông nội. Bóng nửng mày. Ê, Thắng. Mày coi trong cái vỏ bả có cái gì ngoại 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 nghe vậy không? Có giàu quá. Cái lâu gặp mày vẫn vui như là đó ha. Trời cho em á, tối ngày không đi làm không rồi chị ơi. Có gì ở nhà đâu, bữa nay nhà chỉ mấy con vài bữa có việc làm với nhà mừng rồi, lo mấy đứa nhỏ không biết về lo cho con vậy được rồi. Con vậy con lúc nào vào gia hả? Ờ mẹ 200-300 có. Gạo thóc còn lo cho mấy đứa nhỏ đúng. Mình là mẹ có 300-400 đúng. Thì nói cái nào đó mình nói chơi nó thiệt, nói con mình phải lo. Không lo cho đẻ cho không lo cho được. Nhưng mà mình giả lo cho mình thì cũng mức độ được đó thôi. Đúng đi anh. Chứ đâu được rồi chị. Lo hoài đúng không tiền. Em không muốn vậy đúng không? Bà nói với em á, dụ như mấy đứa được cộng đồng thương, cô chú thương cho một thời gian tôi biết thôi. Giận hôm nay là ông ơi. Chứ ai mà cho hoài. Em đó. Biết anh á, giận hôm nay là. Đó là khởi mà tôi với bên ca lên cho đọc đồ nó nhiều đó rồi. Nghe nói bà không thích YouTube quay gì nữa. Thành ra tội tôi đâu nhận tiền của em có gì vậy hôm nào mà gì hôm nay hôm nào. Thì nghe nói vậy thì nghe vậy. Tại ông nội ra, ông hỏi tôi chưa bà, không biết tôi giận. Có số bà đâu mà điện. Tôi không biết sạch thoại đâu biết. Tôi muốn giúp mấy cháu lắm thì hoàn cảnh gia đình vậy mọi người cũng thấy. Em có gì hôm nay đâu. Rồi bây giờ mày phải rút lại cái chuyện là bả quyết định như thế nào kìa. Quyết đó. Định đó. Trực tiếp. Đó. Là bả anh sẽ... muốn gì quyền định của anh. Ừ. Em cho anh quyền đó. Đó. Đời của em là anh tự quyết định đó. Nếu chừng nào em nói bậy với anh. Rồi. Ông chặt cái đầu tôi. Ok. Tính ra em mua nó có hiếu dữ vậy. Nó có hiếu đâu. Hạnh phúc của nó là đó, đó. Hạnh phúc của tôi á là ăn thua ông đó. Là ông cứ chạy đi kiếm người nào mà nói chung là nó chết vợ giá. Nói chung là nói chung là cô không cần cao sang gì lắm. Không cần giàu, không cần cao lương mỹ vậy. Yêu cầm biết lo bên chồng bên vợ. Phải không? Con mày con tao là không thích. Là ý là lo con anh với con em. Con em với con anh. Tương đối đồng đẳng. Phụ tùng đầy đủ lắm. Nhưng mà nói trước cho nghe. Còn chồng con á là nói chung là tình cũ công cũ đấy nghe. Nói trước ý em nói là phải hôn nhân kết thúc khoảng 1000 bộ mới được. Đúng. Hợp pháp. Rồi ok vậy quyết định vậy nha. Mày quyết định cuộc đời của bà đó cho mày. Rồi có sức mẻ miếng được không là nguyên đủ mới chịu. Tao đụng má nguyên vậy đi. À, vậy mà nó không chịu. Là nói chung là phụ tùng phải còn đầy đủ. Ví dụ là ví dụ như thôi lỏng bạc cũng được. Vậy là máy lại. Bạc cái mẹ đó. Vậy là máy lại ha. Kiểu đậu đi nhập chung bằng em được. À, hơi lỏng bạc chút xíu thì làm máy lại cũng được. Nhưng mà thiệt đó là phải đầy đủ. Chứ mẹ nói chung là nguyên hư máy vậy. Không phải bây giờ là lỏng bạc cũng được nhưng mà bugi là phải đề là được phải không? Có anh nữa đó. Để cái chạy nữa. Bugi là phải. Bây giờ nếu tôi đề cái xe lên. Đổ má nè cái ép. Đó. Vậy mới được. Cũ là cũ phải đề cái chạy à.
Buji phải còn xịn nữa được. Ừ, đúng rồi. Phải có lửa. Phải đẹp. Không à, anh xem tôi bị cái gì sao đâu. Xe nó còn xe anh đứt. Chẳng đó tôi làm là tôi cũng khùng với bà luôn. Cái này nè, hết biết rồi. Em này cũng nói gì bằng mấy anh với mấy chị. Với em là với anh. Dạ. Giúp đỡ cho gia đình con cái của em á được mạnh khỏe trong gia đình là em vui lắm rồi. Còn em mang tiếng mang tâm gì em không cần vấn đề. Có là cái chuyện của em hy sinh cho con em tất cả. Đó là em không cần biết. Không thì tại em tại nói đi, ra thì em cũng dám đi làm. Tại anh mới nói luôn. Tại vì có nghĩa là do một phía nào đó nói là cái chuyện mà lắng nghe tình cảm của em lúc còn chồng em mới mất gì đó thì chuyện của người ta. Dạ. Và anh lên thì cái chuyện đời tư của em. Bây giờ đầu tư bây giờ em nói một câu về anh chịu ơn thôi. Ừ. Bây giờ ở đây vòng vòng đây ta nói gì cũng như nhà tôi cũng cần tiền. Ừ. Anh lo một phía của em thôi. Thì nói chung thì anh nên còn nếu anh tin đi câu đứa nhỏ thôi. Là tin anh. Đúng rồi. Nói chung là chuyện đời tư của em muốn làm cho anh làm. Quá khứ của em á thì sao không cần biết. Nói chung là tụi anh lên đây là để mục đích là để gì? Để truyền tải thông tin từ quý mạnh thường quân quý khán giả thương của đứa nhỏ. Còn những cái chuyện của em hồi trước kia sao đó anh em mình không có nhắc tới nữa. Rồi cũng như là mong quý khán giả cũng đừng có nhắc tới cái chuyện cũ của tiền nữa làm gì. Em cũng có nói với bạn đồng bào với cô bác anh chị ở đây. Ừ. Tôi xin phép nói một câu. Tôi nghèo tiền nghèo bạc, tôi nghèo nhân nghĩa. Và tôi nghèo tiền nghèo bạc tôi không giờ tôi hay nhưng mà tôi bỏ chồng tôi được. Ừ. Nhưng tôi sống một đây ai giúp đỡ được con tôi mang ơn phúc của đó. Nhưng tôi không bao giờ phản bội chồng tôi. Dòng cho một phút đám dỗ nó phải bắt cứ những cái gì thì nói chung thì không có thần rồi thì bà có quyền bước thêm bước nữa thì không nói gì không bước đó là chuyện mình tồn như tôi nói anh cứ là chuyện vô tư anh thua là chồng chồng mình là thứ kế ngày cứ đám tớ ngày cứ đám cúng quậy đàng hoàng cơm nước rồi nè rồi thì vậy đó anh thì cũng khuyên em vậy đó có nghĩa là bây giờ trước kia quá khứ em sao không cần biết bây giờ mình tính cái chuyện tương lai sắp tới á thì bây giờ em đi làm công ty gì đó dạ. Cố gắng chăm chút cho con mình chu đáo hơn chứ em thấy không bỏ con mình cảnh nhà này còn tội nó dữ lắm ở cảnh nhà gì rồi, em dạ. Ở đây ngủ hơn gặp một ngày thì em mới về đây coi chứ hồi đợt trước em đi coi đó có nhà đâu nói chung sáng đi bằng chuyện gì đây đó thì thôi em khuyên anh vậy ha cố gắng lo cho con mình dạ. Còn ví dụ như mạnh thường quân giả là thương mấy đứa bé đó bao nhiêu thì con chị cũng nên với anh đồ hiểu rõ với cưng nè quá hiểu mà tôi sáng bằng gì chịu vậy về với con đi rồi ví dụ mấy anh nó đang tôi ghì ngủ quá trải nghiệm nhân nãy á uống xị vô ngủ rồi sáng đi làm tiếp 4 giờ đi thì nói chung thì em thì cũng có nhậu xưa giờ mà mình cũng đâu có giấu em không thú đúng rồi em không giấu là không thú cũng bình thường chị rồi anh thì cũng công khai vậy đó chứ không có giấu dạ anh làm không giờ nhưng mà có một từ nào mà đến với em đàng hoàng thật sự tôi sống có đời chết luôn như đó thôi thương bạn nói mà ai thương bảo ba thương loại ba thương nhiều hơn luôn á em bảo phụ là bỏ không được nhưng mà thực tế là em vẫn có nhậu không có ai đây có hôm nay đây tôi vẫn nhậu bình thường nhưng tôi nhậu tốn vừa tôi nghĩ tại vì tôi cũng đi làm tại vì tiền ấy lúc mà ổng còn sống hai vợ chồng từng vẫn cần nhậu một mình một suốt luôn vậy đó chẳng có hai vợ chồng sống chung hai chồng nhậu luôn cho nên là về cái chuyện đó ai cũng biết chăng á đi làm hồ mà nhậu dữ lắm mà hai chồng làm hồ về chiều hai chồng biết cái đó hai chồng bằng ha từ sáng chiều đổ bê tông ha dắt tới 11 giờ kia về hai chồng ngu lít là tôi quyết định tôi hai chồng tôi nhậu là nửa lít hai chồng vô ngủ ngủ sáng hai chồng tôi làm tiếp chiều về còn nửa lít cho hai chồng tôi làm tiếp bởi đó thời gian dài quá là công ông không tâm hậu bà cho nên là ông chịu nổi ra đi thứ dữ còn ở lại à, một bên đó đã nhậu rồi còn phải trả bài nữa sức đâu chịu nổi vợ chồng đâu phải ngại bữa đâu ăn nhưng mà cũng mất sức chứ chị lo chủ ý mà kiếm tiền kìa không lo ngon mày diện ngoan con mới nói gì á thua trời ơi nói gì lại con rồi giang hồ dữ vậy tôi cho mày chạy yêu chủ ý để gặp cái hàng Thắng ơi sân bay trực tiếp em ở cái nhà này trực rồi, tiếp rồi nói chung thì về nè thì anh cũng xin nhắc lại cho cô chú quý mạnh thường quân hiểu rồi khán giả hiểu là thời điểm lần cuối cùng gần đây khoảng mấy tháng á anh với Minh Kha có lên thì thấy bé Hằng nó buồn hỏi tại sao buồn như con đó là mẹ con nói là không cho ghi hình nữa không thì anh nói cho ngoài ăn ra không ai đủ cái cách bước chân nhận quay nữa hết nghĩa là ý là anh với anh Kha lên được đó là anh Kha mới tụt cảm xúc rồi đã đến anh Kha cho nhiều tiền lắm em vậy là anh Kha buồn hay gì buồn chứ anh với anh Kha buồn mà buồn rồi ông buồn luôn đó giờ bỏ tôi luôn rồi anh Minh Kha nói chuyện với tôi yêu ông mười mấy năm nay đó rồi rồi giờ này thổ lộ đó để nói chuyện nghiêm túc này có nghĩa là anh với anh Kha buồn đi mới nói là nếu như mẹ con không cho lên giúp nữa thì con với chú không nhận quà của anh Thường Quân nữa là mấy tháng này không có nhận nữa đó rồi cho nên là thầy gần đây thì cũng nhận được quà nên thầy mới lên một lúc hay là tính điện em vô hỏi coi thế nào đó mà có gặp em trong này đó, đó là em đi mặn chiều mới về
có số người khán giả nói thôi thắng nhiều khai thì có bồi thương mấy đứa nhỏ đi. Tiền em vẫn cấp về nhưng mà cho con em ăn đàng hoàng. Thật sự mà nói khi mà anh em đang lên cái tháng trước khán giả buồn lắm. Nó coi là thắng rồi đời với anh hai đừng có buồn. Nghĩ là không tiền em cũng mua sữa những giấc chiều này ai cũng biết cho mà. Rồi thôi thì anh em mình tâm sự dễ hiểu em. Nói chung là giữa anh em, anh Minh Kha, anh Phong và các thứ anh em, các người nào có vấn đề với em hết. Dạ. Có giúp được thì cứ lên giúp cho con em, cảm ơn đúng không? Dạ. Rồi chứ phải ghiêm ở thân anh Kha, anh Phong, người mấy anh em nhiệm được như vậy. Phải kiếm được ông chồng đẹp trai. Chờ con mẹ rồi kìa. Đó. Đi vòng cái cũng nhắc gì đó nữa. Điều vòng cũng nhắc tới gì lắm hả? Không được mấy em ơi, các ông cứu rồi bị dắt lúa là bữa hôm nhậu được má nó èn cũng chết. Sập. Nhậu dở. Sập. Nhưng mà ổng còn gì? Ai? Ông sợp nó còn duyên luôn á. Thôi ông nội ơi, tôi chịu nó rồi. Sao thấy yếu quá hay sao? Lệ cái gì mẹ. Thôi nội con yếu nha. Ông nói lên nhà tôi dụng má hai ngày tôi muốn chết. Đấu đấu ngủ với là chịu nổi với bà hả? Ông nói chị mẹ có hai là muốn ngủ mày ngay. Ừ. Em nói chị với anh hai là luôn đi với anh. Nói chung là cậu đồng bào tôi, nói chung là tôi cũng có nhậu, có thuốc. Ừ. Nói chung là vậy, tôi có lớn tiếng. Nhưng mà tôi uống cũng bây giờ từ giờ tới đi rồi tôi uống quá giảm lại rồi để ừ. Còn đi làm ăn nữa. Đúng rồi, thương em vậy đó. Mà chiều tôi về tôi mới uống thì... Tại bữa nay tôi nghỉ nè. Thì uống xỉ nữa xỉ đó ngủ. Ừ, tôi mới uống em đã rồi. Rồi mà tôi uống chừng hãy dụ một lít rượu á mà mới cái tôi đi mặn. Lít rượu á chạy lại muốn có từ một xỉ làm vô trong phòng đó ngủ là kia là 3 giờ rưỡi 4 giờ. Nhưng mà bởi anh dặn em nè, anh cũng là khuyên em luôn, cũng như là dặn em là chỗ có anh bữa em đó nè. Em nói nè, có nghĩa là dù như quý khán giả mà thường thương con em lên cho quà cho tiền gì đó, cái đó là để cho con em. Anh hiểu chưa? Anh nói rõ đây. Là đưa cho con em hết. Có nghĩa là không phải cho tiền con em để em lấy tiền em nhậu. Em nhớ điều đó không? Nhậu không đi ở đây, tại nãy không đi. Rồi, có nghĩa là cho mấy đứa nhỏ mua gạo mua tóc để ăn, mấy đứa nhỏ thuốc men định loạn lúc mà đêm hôm để miễn không tiền. Không, bữa nay em phải vô lần nữa rồi. Ừ, chứ còn mà cho tiền con em mà em lấy đi nhậu là anh không đồng ý. Anh đại chết rồi trời ơi. Thì có nghĩa là mạnh thường quân ta buồn, hiểu không? Anh nói nghiêm túc. Biết rồi. Ừ, thì anh dặn vậy đó, anh khuyên vậy đó. Còn bây giờ em nói với anh á, là em thường quý em đi làm. Làm đẩy cho con em một số tiền. Ừ. Là sau này em lần có mất cái bệnh gì á. Ừ. Cũng con em xuất gia, cũng có số tiền đó lo cho em út của nó. Còn em không cần. Em xem như là bỏ đi ha, dành cho con hết ha. Đúng. Em dài một câu danh dự. Ừ. Không, thế này mà mẹ con em cũng sáng sủa ra mặt mày bóng láng rồi chứ cũng khen là, nữa là cuộc sống cũng có hướng chiều phát triển tốt là anh mừng không nhưng mà đi mặn cũng mấy nay rồi không chú vậy cái con ở nhà này nó cũng quá cỡ tầm một thôi không chú vậy sao mà anh xin tao lót gặt giùm cho em đi tết chơi thì kiếm thằng vậy rồi đi cho lót ô đúng vậy không là kiếm vậy đi rồi kêu nó lót cái nào cho trời ngủ thì nó không giờ chán sao nữa trời tự nhiên cái thất vọng kỳ á chán nội ơi sao thanh yếu qua chán nè thanh yếu qua chán cái gì không phải cái ăn nhậu đụng mày mình ăn nhậu rồi nói gì ăn nhậu vậy nếu hợp thôi má ơi thôi chứ là nói gì em con giảm rồi chứ là nói gì em nhậu kiểu này mà cái thằng không nhậu cái nó cưới em quá tao sợ tao chạy 80 cây số em phải giờ tao giảm rồi gà phải cùng đà em mới được thỉnh thần luôn nhiều người ghiền chú luôn á thì phải vậy mới được tốn chịu quá trời ơi 49 là phải gặp 50 chứ hàng như không nhậu sao nữa 40 cái nhiều mình thì đã ghiền ruộng một kiếp không nhậu mà nghĩ sao nó cưới bà đòi quá làm gì có giá vậy đâu cái thằng nhậu giống mình nó mới chịu mỗi thứ này tôi đi luôn á tôi đi ra đi đòi hỏi cao ghê chứ bộ ơi không chạy chứ ai nói mà, ai nói em mà chú mũi em mà sửa em kêu đứng bằng đầu á đúng rồi thì chuyện đẹp thì sửa nó bấm mũi tà thiệt luôn á ôi thì tiền hồi thằng gái đẹp gái lắm đó chị không bây giờ cũng đẹp bốn đứa con rồi đó ngủ 10 tuổi rồi em mặc cái kiếp ra chị nhìn gì không chết luôn cả nhà giờ kiếp đâu mặc hôm chờ mấy hàng nhóc nó lấy của con làm đỡ cái rồi làm đỡ cho ông coi như vậy không phải bà mặc giếp đi để mở hẻ cho ông nào thương á nhìn cái hình đó là biết làm của con gái hỏi mấy anh em cho là mặc thử cái mình cũng biết đâu đây còn không còn mấy hàng hàng ơi tao vú rồi mấy hàng vú cho mặc tao bữa nay mới về đi đồng mới về lấy cái bộ đồ đầm cho mẹ mặc thử cho con đúng rồi tướng bà này lên bộ đồ đầm là bén ngót rồi lụi gì vậy trời nè rồi mất được nữa kìa bén ngót luôn rồi kìa trời ơi bà đang hỏi cái bà vuốt cái giò bà vậy nè tôi không có vuốt bà trời